Sáng 18 tháng 10 năm 2022 tại Hà Nội, Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức lễ meeting kỷ niệm chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và khai mạc hội chợ với chủ đề VTV thúc đẩy doanh nghiệp cùng phát triển. Buổi lễ meeting nhân kỷ niệm chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 do Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, vinh dự có sự góp mặt của rất nhiều vị khách quý, cán bộ công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Đặc biệt, có sự tham gia của khách mời, ông Đinh Đắc Vĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cùng với đại diện Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam, các tổ chức đoàn thể trong đài và đông đảo các nữ cán bộ, viên chức và người lao động. Phát biểu khai mạc hội chợ, ông Đinh Đắc Vĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: Năm nay thì cùng với cả Ban Vì Thế Bộ Phụ Nữ thì Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam thì tổ chức hội chợ VTV thì cũng mong muốn đây là thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Cũng nhân dịp 20 tháng 10 thì cũng muốn là các doanh nghiệp mang những sản phẩm chất lượng cao, những sản phẩm có ý nghĩa để đến với chị em của VTV cũng như là các chị em của các công đoàn bạn để cho mọi người được trải nghiệm những sản phẩm này. Đây là hoạt động thường niên của Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam. Năm nay, hoạt động này có sự kết hợp với Ban Bí thư Hội Chi bộ Phụ nữ cùng tổ chức chương trình hội chợ VTV thúc đẩy doanh nghiệp cùng phát triển. Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp mang đến những sản phẩm chất lượng cao, những sản phẩm có ý nghĩa để trở thành những món quà dành cho các chị em nhân dịp 20 tháng 10 đang tới gần. Bên cạnh những lời chúc tốt đẹp tới các chị em phụ nữ trong ngày vui đặc biệt, ông Vĩnh cũng bày tỏ tình cảm ghi nhận những kết quả, thành tích đã đạt được của các nữ công chức, người lao động làm việc tại VTV trong thời gian qua. Hôm nay được tham dự cái chương trình hỗ trợ của Đài Truyền hình VTV kỷ niệm 92 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, mình thấy một cái chương trình rất là hay và ý nghĩa. Thứ nhất là để nhân kỷ niệm để tôn vinh những người phụ nữ Việt, và một cái việc nữa là để kết nối các doanh nghiệp, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển, để giới thiệu những cái sản phẩm, những cái mặt hàng của mình đến với tất cả các chị em trong Đài Truyền hình. Mình tham gia chương trình này mình thấy rất là vui và rất là ý nghĩa cho doanh nghiệp của mình. Đơn vị của chúng tôi được thành lập cách đây hơn một năm và chúng tôi tập trung đang làm đề tài về thương hiệu cho rau má cổ Thanh Hóa. Và hiện nay chúng tôi đang có cái vùng nguyên liệu rất là lớn trên 30 hectare cùng với nhà máy chế biến nông sản công nghệ cao. Chúng tôi đã đưa ra được rất là nhiều các cái sản phẩm từ cây rau má cổ của Thanh Hóa như bột rau má xế lạnh nguyên chất, bột ngũ cốc rau má, trà rau má, và tới đây chúng tôi đang chuẩn bị ra tiếp là rượu sâm rau má và rất là nhiều sản phẩm như bánh rau má nổi tiếng của Thanh Hóa nữa. Cũng rất mong là qua chương trình này sản phẩm của thương hiệu của Thanh Hóa chúng tôi được lan tỏa đi khắp mọi miền của Tổ quốc và vươn tầm thế giới để nâng cao cái nền nông nghiệp sạch của Việt Nam. Hội chợ VTV năm nay thu hút sự tham gia của 65 doanh nghiệp với các gian hàng bày bán nhiều sản phẩm đa dạng và phong phú. Hội chợ VTV thúc đẩy doanh nghiệp cùng phát triển sẽ diễn ra đến hết 20 tháng 10.